Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học một cái bài học cũng rất là quan trọng khi các bạn sử dụng Revit cho việc bổ các bạn kỹ thuật, đó là hiển thị đối tượng trong công cụ Object Styles. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc giới thiệu cho các bạn về công cụ này cũng như là hướng dẫn các bạn thiết lập các cái thuộc tính trong Object Styles như nào và một số lưu ý nhỏ khi bạn sử dụng công cụ Object Styles cho triển khai các bạn kỹ thuật. Trong các bài học trước thì các bạn đã được học thiết lập các hiển thị bằng cái công cụ VG, Easy Bulgaric Override, cũng như là liên hệ với nó với công cụ View Template, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy đó là các cái thiết lập trong VG nó dành cho từng view một, đúng không? Ví dụ từng view chúng ta muốn hiển thị nó theo kiểu gì thì chúng ta thiết lập theo kiểu đấy. Tuy nhiên ấy thì đôi khi chúng ta có thể thiết lập cái thuộc tính hiển thị của đối tượng cho toàn bộ các view, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Object Style. Giả sử như sau, các bạn vào cho mình tab Manage và chúng ta có công cụ Object Style đây. Và các bạn thấy là cái dòng mô tả của nó là giúp các bạn tùy chỉnh cái độ dài, đậm nhạt của nét này, color màu sắc của nét, loại nét, vật liệu cho đối tượng, cũng như là các đối tượng bao gồm đối tượng model, các đối tượng chú thích hay các đối tượng được import vào. Thấy chưa? Rồi, chúng ta thử kích vào cái bảng này các bạn nhé. Các bạn thấy này, trong bảng này chúng ta sẽ có những cái thiết lập dành cho các loại đối tượng là model, tức là đối tượng liên quan đến mô hình dự án. Annotation Object là các đối tượng liên quan đến các chú thích. Analytical Model Object là các đối tượng liên quan đến các mô hình mô phỏng. Cái này các bạn bỏ qua. Và Import Object là các đối tượng liên quan đến việc chúng ta đưa vào dự án, import từ bên ngoài vào, như là các file CAD, như là các cái thư viện CAD import vào đây thì các bạn thiết lập ở đây. Và trong thường các bạn làm triển khai bản kỹ thuật thì chúng ta hay quan tâm nhất ở mục Model Object và Annotation Object, được chưa? Rồi, thì các bạn sẽ thấy là trong ví dụ trong bảng Model Object này nó sẽ phân ra thành các cái nhóm đối tượng của các bộ môn. Ví dụ chúng ta làm Architect, chúng ta chọn đây. Và nó sẽ phân ra thành các category, các cái nhóm đối tượng như là casework là tủ này, selling là trần, column là cột, hay là furniture thiết bị nội thất vân vân ở đây. Được chưa? Và với mỗi cái nhóm đối tượng này nó sẽ thiết lập theo các cái hiển thị như là lightweight là bao gồm độ đậm nhạt, light color là màu sắc, pattern là loại nét và material là vật liệu của đối tượng đấy. Ví dụ như trong cái bộ lightweight nó sẽ phân ra nét thấy và nét cắt. Nét thấy nét cắt các bạn thấy ví dụ như trong cái view này chúng ta có các bức tường nhá. Các bạn xuống tường nhá. Đây. Thì nó sẽ phân ra nét tường thấy, nét tường cắt. Ví dụ các bạn muốn tất cả các cái view. Ở đây mình sẽ chọn một cái view chưa thiết lập cái lệnh VG. Một cái view mặt bằng thôi chẳng hạn. Đây, giả sử mình bỏ cái lệnh cái view template của cái này đi nhá. Rồi ạ, đây mình sẽ vào Object Style, mình vào Wall. Các bạn thấy này, Wall ở đây nó sẽ phân ra nét thấy và nét cắt. Như mình muốn nét cắt của nó đậm lên, mình có thể cho nó là 7. Apply, các bạn thấy nó đậm lên chưa? Đấy. Giả sử mình sẽ cho nó nhạt đi một chút, như 4 thôi. Đấy. Hay là các bạn thấy sàn chẳng hạn. Sàn chúng ta có thể cho sàn, các bạn lên floor thì các bạn có thể cho sàn nét 4, dụ màu gì đấy thì tùy các bạn đây. Những cái cụ thể về lightweight, light color, light pattern này thì mình sẽ có những video sau hướng dẫn các bạn cụ thể hơn về những cái này các bạn nhá. Các bạn có thể hiểu đó là trong bộ Object Style các bạn có thể thiết lập hiển thị của các đối tượng dưới dạng nét với những cái thuộc tính như là độ đậm nhạt, màu sắc, loại nét mà các bạn muốn. Ngoài ra thì trong bộ Object Style này các bạn có thể thiết lập vật liệu cho đối tượng. Ví dụ các bức tường các bạn muốn nó vật liệu là gì. Ví dụ có bức tường đây, mình sẽ cho tất cả các bức tường là một cái loại vật liệu gì đấy. Ví dụ một cái tất cả bức tường sẽ là vật liệu gạch chẳng hạn. Được chưa? Để apply. Và các bạn sẽ thấy này, khi mình thể hiện cái chế độ màu sắc, các bạn sẽ chưa thấy gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những bức tường ở đây nó đã được thiết lập vật liệu rồi. Và các bạn kích vào bức tường này, các bạn thấy đó là nếu chúng ta kích vào Edit Structure, các bạn chọn vật liệu cho nó. Và các bạn thấy ở đây này, nếu như bức tường các layer chưa được thiết lập vật liệu mà nó đang ở dạng by category như thế này hay là như thế này thì các bạn sẽ thấy
là vật liệu của nó sẽ được thiết lập theo cái thiết lập của OfficeStyle. Tức là những cái vật liệu nào mà chưa được thiết lập vật liệu cụ thể thì nó sẽ tuân theo bảng thiết lập OfficeStyle các bạn nhé. Được chưa? Nó tương tự như các đối tượng khác. Và về thể hiện đối tượng trong này thì các bạn lưu ý là trong các cái bảng này nó có phân ra thì dưới này nhé, ví dụ cùng tường nhưng mà nó sẽ phân ra các loại nét của tường, hay là cùng bàn, cùng đồ nội thất thì cũng có phân ra các loại nét của đồ nội thất, hay đơn giản nhất như là thang chẳng hạn, mình sẽ vào một cái mặt bằng thang, mặt bằng thang này chẳng hạn, đây level 1 đi, thì các bạn vào style mình phải đảm bảo là cái này chưa có view time. Được rồi, view time chưa có, outside. Như các bạn vào stair. Đây, thì các bạn thấy trong này nó có rất nhiều loại nét. Ví dụ như là nét cắt này. Này, cắt mark là cái nét này. Ví dụ nét cắt mark mình cho nó là màu xanh à? Ví dụ ở đây thì để các bạn hiểu công cụ thôi nhá. Đấy, các bạn thấy màu xanh chưa? Hay là những cái nét của nét ẩn của cái phần thang bên trên chẳng hạn. Thì đây, nét above outline, right line, đây mình cho nó là nét màu đỏ, ví dụ thế. Apply. Đấy, các bạn thấy chưa? Hay là nét thấy thì chúng ta sẽ cho nó đậm lên một chút đi. Đây, đậm lên một chút. Hai chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy nó đậm lên không? Đấy. Các bạn thấy rằng công cụ OfficeStyle nó cho phép các bạn thiết lập. Và nó cũng tương tự cho trong bộ annotation, nó cũng có các loại đối tượng. Ví dụ trong cái view này, các đối tượng như là cái grid chẳng hạn. Đấy, ví dụ các grid thì chúng ta có thể cho là cái grid cái đầu của nó là màu hồng chẳng hạn, ví dụ thế. Và nét của nó sẽ là nét đậm. Apply. Ok. Đây. Bạn thấy chưa? Đấy, thì với việc sử dụng cái bộ công cụ OfficeStyle này, các bạn hoàn toàn có thể thiết lập hiển thị của các đối tượng trong cái dự án chúng ta. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình này, đó là cái bộ OfficeStyle này nó sẽ dùng thiết lập cho toàn bộ các đối tượng. Nhưng nếu các đối tượng đấy đã được chỉ định để hiển thị, tức là ví dụ như tường đã được thiết lập về vật liệu trong tường rồi, hay là nó được thiết lập trong VG, trong View Template rồi. Ví dụ các bạn có thể vào đây, các bạn mặc dù ở đây chúng ta OfficeStyle chúng ta thiết lập là cái này là màu hồng, nhưng chúng ta vào VG chẳng hạn, chúng ta vào đây chúng ta thiết lập cho nó lại một cái loại khác. À, các bạn lưu ý là với thằng grid này thì không có trong này. Nhưng ví dụ các đối tượng khác như là tường, ví dụ mình vào cái view này, cái view của chúng ta lúc nãy là view mặt cắt. Đây, trong view này chúng ta lại dùng VG thử nhé. Ví dụ trong view này chúng ta vào object style, chúng ta cho nét cắt của nó là màu hồng chẳng hạn, là như này. Nhưng sau đấy các bạn lại vào VG, các bạn cũng vào Word, các bạn cũng cho nó nét cắt ở đây, các bạn điều chỉnh nó ở đây. Ở đây mình lại chơi nó màu xanh như thế. Ok, các bạn sẽ thấy nó sẽ bị ghi đè. Lưu ý các bạn là rất nhiều các đối tượng trong OfficeStyle sẽ bị ghi đè trong mục VG các bạn nhé. Và thường chúng ta có thể tùy vào loại đối tượng, có đối tượng thì chúng ta sẽ dùng OfficeStyle cho toàn bộ các view. Những cái nào mà áp dụng cho toàn bộ các view thì chúng ta chọn OfficeStyle. Còn những cái view nào mà chúng ta áp dụng riêng thì chúng ta sẽ dùng VG. Được chưa? Thì đây là một trong những cái thiết lập quan trọng của việc hiển thị các cái bản vẽ kỹ thuật. Các bạn muốn có các bản vẽ kỹ thuật nó hiển thị theo cách riêng của bạn, theo từng view hoặc theo toàn bộ dự án, các bạn phải nắm được các thiết lập trong OfficeStyle, các thiết lập trong lệnh VG. Từ đó các bạn mới có thể tạo ra được những cái bản vẽ như thế này. Bây giờ hiển thị các đối tượng như thế nào đấy. Sau đấy các bạn in ra thì nó mới đẹp được. Được chưa các bạn? Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì các bạn đã được giới thiệu về công cụ OfficeStyle, hướng dẫn thiết lập với OfficeStyle và các lưu ý khi sử dụng OfficeStyle. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.